chúng ta được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những cô gái Thái với những bàn tay hết sức khéo léo và những đôi chân thật dẻo trong buổi trưa hôm nay đã trở về đây để cùng gửi đến tất cả chúng ta để chúc mừng phúc 150 cô dâu chúng rể trong buổi trưa hôm nay với những vũ điệu lật tơi. Trong những năm qua thì bản thân đạo của chúng ta bên cộng đồng đã nhận rất nhiều sự ái của tất cả quý vị trong thời gian qua, và tất cả chúng ta yêu ái chị em phụ nữ của bản Thanh Đào, và chúng ta ấy cùng giao lưu, cùng điện thoại để các chị em Thanh Đào chúng ta được phục vụ toàn thể quý vị trong thời gian tới. Hôm nay với một tràng âm thanh chất lượng, với một sân khấu lung linh nào, với một những nhân dạp rộng rãi thoải mái, chúng ta hãy liên hệ qua trung tâm tổ chức Điền Hoàng Đình. Kính thưa toàn thể quý vị, những người phụ nữ của chúng ta không những chăm lo việc nước, đảm đang việc nhà mà còn có những đôi tay chất dẻo. Ta múa là nụ cười khi nào cũng phải cười tươi lên đi ạ, cũng nở trên môi. Xin cảm ơn đội múa, chúng ta hoàn thành xuất sắc điệu múa của mình.